tìm. Mình sẽ dẫn mọi người đi vào nhá. Đây là cái cổng để đi vào một vườn hoa. À, vườn hoa này thì vừa mới được các bạn mới trồng đấy. Đó, và cái bông hoa ở đây là những cái bông hoa cánh màu trắng. Đây, những bông hoa này mình không biết tên nhưng mà nó là màu trắng. Và cái bên nhì ở bên trong cũng có màu trắng, có loài hoa màu đỏ nữa kìa. Nhưng hoa màu trắng rất đẹp đúng không? Mình thích thì mình có thể lật nó ra thế này. Đó, và khi bông hoa nó gần nở là nó sẽ xòe như thế này này. Đó, đây là những cái bông hoa nó gần nở này. Đó, nó sẽ cuốn lại, nó sẽ bảo vệ cái nhì của nó ở bên trong. Và sau đó nó sẽ nở ra. Khi nó ra đi thì nó sẽ chuyển thành màu này. Nó sẽ chuyển thành màu xanh. Đó, màu xanh rất là đẹp đúng không? Và mình sẽ đi qua bên này. Lối bên này là những cái cây hoa. Những cái cây hoa màu đỏ. Có vẻ những cây hoa màu đỏ này nó khác hơn so với những cây hoa màu tím. Những cây hoa màu đỏ này thì nó cũng hơi rồng rồng thôi, nhưng mà nó trẻ ra như thế này và nó có màu đỏ rất là đẹp tươi đúng không? Đây, đây là một lối đi vào vườn hoa. Đây là những cái cây hoa và đây những cái quả hạt của nó này. Đó, và nó đang lên mầm này. Đây, đây là những mầm hoa nó đang lên này. Đó, đang lên đó. Vâng, rất đẹp đúng không? Đây là một vườn hoa. Mình có vườn hoa mà các sơ mới trồng. Ở đây cũng có nhiều cây lắm. Có cả cái cây búp măng này. Đó, đây, những cái bông hoa này màu đỏ. Màu đỏ thắm luôn á. Rất là đẹp. Quá thắm luôn. Thắm tươi những cái bông này. Bông này mới nở này. Nó màu đỏ tươi. Và bên trên nhìn nó có màu vàng. Một chóp nó xíu là màu vàng này. Màu trắng này, màu đỏ này. Màu xanh này. Nhìn nó rất hài hoa đúng không? Rất là đẹp. Ở trong vườn nó rất là đẹp. Bông này thì nó già rồi nên cảnh nó sẽ nhạt hơn và nó đang có nhiều bông chuẩn bị ra nữa nè. Đây, đây là những bông hoa chuẩn bị ra. Đó. Đây, đây là những bông hoa chuẩn bị nở đây. Đây, nó sẽ xòe như thế này và ngày mai nó sẽ bung ra. Thank you.